Okay, chúng ta sẽ cho router link vào đây dưới cái NAPA của chúng ta. Ok, chúng ta cùng kiểm tra, rất là đẹp phải không các bạn? Đã cách lề rồi. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13 .NET Core API SQL Server bài 8. Ở bài này thì chúng ta sẽ cùng import thư viện Bootstrap. Chúng ta sẽ vào Google gõ get bootstrap 4.5 và truy cập đến trang get bootstrap. Tiếp theo chúng ta sẽ truy cập vào file index.html để import thư viện. Đầu tiên thì ở header chúng ta sẽ copy thư viện bootstrap min.css. Tôi sẽ chỉnh lại để cho code trong một màn hình. Chúng ta nhìn dễ hơn, không cần phải kéo sang ngang. Tiếp theo là các thư viện JS. Chúng ta sẽ lấy gói separate này, nhấn vào copy separate này nhé, và sẽ paste vào ở dưới cùng của body. Các bạn nhớ nhé, các thư viện Bootstrap thì các bạn phải để dưới cùng của body thì mới hoạt động tốt được. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc import các thư viện của Bootstrap. Tôi sẽ chỉnh lại để cho code trong một màn hình. Ok, như vậy là chúng ta đã import thành công. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một menu cho giao diện của chúng ta. Ok, tôi sẽ truy cập vào trang app.conan.html. Ok, chúng ta sẽ tìm ví dụ mẫu và copy code vào project của chúng ta. Ok, tìm xem. Layout cũng không có. Cũng không có rồi các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ tìm kiếm trên Google Bootstrap menu. Bootstrap 4 menu. Đây rồi. Ok, NAPA. Chúng ta sẽ dùng code NAPA này. Màu trắng này hơi xấu quá. Chúng ta sẽ tìm tiếp. Đây là menu dọc. Đây là cách hiển thị icon Bootstrap. Ok, lăn xuống nào. Đây rồi. Các màu của thanh menu này rồi. Chúng ta sẽ lấy màu xanh này. Chính là NAPA. Duck BG Primary đây. Chúng ta sẽ copy và paste vào trong project của chúng ta. Chúng ta sẽ paste vào đây. Ok. Chúng ta sẽ tạo các link ở bên trong là ba này và chúng ta sẽ có một menu đẹp tuyệt vời, không mặt trời. Và trước khi cho thêm link thì tôi sẽ sử dụng thư viện Deep Class Container để cho tất cả các thẻ bên trong của chúng ta vào trong một deep chứa. Nó sẽ tự động căn lề cho chúng ta trông như một trang giấy. Ok, chúng ta sẽ cùng xem thành quả. Đây, quản lý nhà hàng của chúng ta đã tự động vào trong. Chúng ta đã có một menu màu xanh. Hiện tại thì chưa có link. Chúng ta sẽ tìm cách để bỏ link vào. Đây. Chúng ta sẽ thêm thẻ UL và thẻ LI. Sau đến là một link của chúng ta. Đây, chúng tôi sẽ cấp như thế này. Chúng ta sẽ lấy hai cái link đầu tiên, hai cái LI đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ cần một cái trước đã. Rồi, chúng ta thiếu thẻ UL đóng. Chúng ta sẽ đóng thẻ UL lại. Đấy, chúng ta đã có một menu home đây rồi. Ok.
Tiếp đến thì tôi sẽ thay link home này bằng link thực đơn của chúng ta. Chúng ta sẽ để link cũ ở lại và thử viết code của chúng ta xem nó hoạt động như nào. Sau đây chúng ta sẽ thay sau. Chúng ta sẽ thêm một button và có router link là router mà chúng ta đã tạo bài hôm trước là thực đơn. Ok. Chúng ta sẽ thêm tên của thẻ. Tôi sẽ bật Việt ghi lên. Ok. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Như vậy là có thực đơn ở trên này rồi. Mà trông hơi xấu, chúng ta sẽ thêm các class bootstrap vào để trông cho nó màu mè hơn. Chúng ta sẽ thêm class như ở trên nạp link trông là còn xấu hơn nữa. Hình như là thẻ button không ăn cái class này, chúng ta sẽ chuyển sang thẻ A. Như vậy là thực đơn của chúng ta cũng rất là đẹp rồi. Ok. Đó, xóa link cũ đi, để lại một link thực đơn thôi. Quên, chúng ta chưa xếp lại. Vậy là đã chỉ còn mình thực đơn. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ copy cả cái thẻ lead và thẻ A bên trong. Chúng ta sẽ cùng tạo link đến món ăn. Tôi sẽ lùi đoạn này ra cho nó đẹp. Rồi chúng ta sẽ cho đến router link món ăn. Đổi tên link là món ăn bằng tiếng Việt. Rồi, chúng ta cần xếp lại thôi. Điểm đặc biệt của Angular là chúng ta chỉ cần xếp thì tất cả giao diện sẽ hiện lên luôn. À, một lưu nhỏ nhỏ là khi các bạn cài Bootstrap trong Angular mà thỉnh thoảng mà nó không hiện, không ăn thì các bạn, đây tôi sẽ đổi lại món ăn đã cho để chúng ta có thể nhấn được link. Thực đơn và món ăn không viết hoa nha các bạn. Đây, đã hoạt động rồi. Rồi, nói đến chuyện là Bootstrap trong Angular 13 thỉnh thoảng không ăn thì các bạn nên build lại project thì sẽ ăn. Đây là một kinh nghiệm quý báu mà tôi đã mất vài tiếng đồng hồ để ngộ ra. Ok. Và chúng ta sẽ chỉnh lại một chút cho cái menu của chúng ta có thể vẻ đẹp hơn. Chúng ta đang để menu rộng trong khi màn hình desktop của chúng ta rất là rộng. Chúng ta sẽ chuyển thành menu ngang. À, sẽ có tính rebound shift nếu mà chúng ta thu gọn lại hoặc web của chúng ta mở ở trên trình duyệt di động thì nó sẽ tự động thành menu dọc. Ok, tôi sẽ copy một cái rebound shift menu bình thường. Tôi sẽ xóa hết những cái code không cần thiết đi. Đây, chúng ta sẽ để lại hai link thôi và chúng ta space của chúng ta vào đây, bỏ hai phần thừa này nữa thôi là chúng ta sẽ có một menu ngang hoàn chỉnh. Rồi, chúng ta sẽ đã bỏ form đi rồi. Tiếp đến là chúng ta sẽ thay hai link home và link link ở dưới bằng link thực đơn và link món ăn của chúng ta. Chúng ta sẽ thay href bằng router link bằng thực đơn. Thực đơn viết thường hết nha các bạn. Tại vì chúng ta đã cấu hình router link ở bài Angular hôm trước là không viết hoa. Chúng ta sẽ thay tên vào nữa thôi là được. Ok. Đây, đã hiện rồi. Nhưng mà hiện tại thì thực đơn đang được active lên.
chúng ta sẽ bỏ tiếp đi. Ok rồi, đã không ai tiếp nữa rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thay đổi màu của cái menu này. Hai menu dưới cũng đã hoạt động bình thường rồi, chúng ta sẽ thay đổi màu, chúng ta sẽ xóa này đi. Tiếp theo là thay màu, đã thay màu rồi. Đây, đã hoạt động rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta chuyển router outlet vào bên trong container để nó có thể cách lề ra. Bây giờ trông sắt lề trông rất là xấu. Ok, chúng ta sẽ cho router link vào đây dưới cái NAPA của chúng ta. Ok, chúng ta mình kiểm tra rất là đẹp phải không các bạn? Đã cách lề rồi. Các bài tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục cấu hình API để hiển thị dữ liệu lên. Bây giờ các bạn cùng theo dõi responsive. Đây, đóng lại thì sẽ thành menu dọc đây. Trông rất là ngầu phải không các bạn? Ok, như vậy là bài học đến đây đã hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học em cũng làm 3.NET Core API và SQL Server tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.